Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Máy chạy cánh tiến một bước gần hơn đến MU. Mugapo MU thừa nhận sai lầm 85 triệu euro. MU đang xem dò 4 sát thủ thay Ronaldo và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Máy chạy cánh tiến một bước gần hơn đến MU. Nguồn tin từ giới Fred xác nhận, MU sẽ mở các cuộc đàm phán với Jeremy Frimpong sau World Cup. Hiện tại, hậu vệ 21 tuổi đang cùng Hà Lan dự World Cup. Theo Kai Sport, Frimpong biết quỷ đỏ thực sự muốn có mình. Khả năng cầu thủ 21 tuổi chuyển đến Old Trafford ngày càng cao. Đội bóng của Đức cũng hiểu được điều này và đã bắt đầu quy trình tìm kiếm người thay thế cho ngôi sao đang cùng đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup. Kể từ đầu mùa giải, Diogo Dalot là lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải dưới thời Erik Ten Hag. Aaron wan chỉ ra sân thay người một lần trong suốt mùa giải và sẽ không ngạc nhiên nếu cựu ngôi sao Clito Palace phải ra đi vào tháng riêng. Bởi vì chiến lược gia người Hà Lan ưa thích một hậu vệ giỏi tấn công hơn, Phi Vong đã phát triển thành một hậu vệ phải tấn công chất lượng trong thời gian ở Đức. Cầu thủ người Hà Lan hiện còn hợp đồng với Leverkusen cho đến mùa hè năm 2025. Trần Phương định giá anh ở mức 22 triệu bảng, nhưng Emu nên biết rằng đội bóng Đức Đức sẽ không để anh ra đi với giá rẻ. Họ chắc chắn phải trả một con số cao hơn để thuyết phục Leverkusen bán đi ngôi sao của mình. MU ký đề doanh tháng 1, tờ Mirror cho hay MU có cơ hội vàng để ký đề doanh mà sớm nhất là ở ngay chuyển nhượng mùa đông này. Bác già có kế hoạch mang Silva từ Man City về vào đầu năm 2023 và Erik Ten Hag sẽ rất thích điều này khi kinh địch cùng thành phố nguy cơ mất trụ cột quan trọng. Còn ông thì có cơ hội lớn để thuyết phục đề doanh đến Old Trafford. Tiền vệ Hà Lan liên tục từ chối mu hồi hè nhưng tình thế hiện nay có thể thay đổi sau khi đề doanh cảm thấy thất vọng với cách lãnh đạo Bác già đối xử cũng như ép anh ra đi. Anh cũng bị hạn chế thời gian thi đấu hơn vì Xavi thích để Gavi và Pedri chơi cùng bút quét hơn thay vì để Jong. Điều thú vị, dù gian nan ký để Jong như Erik ten Hag chưa bao giờ từ bỏ ý định. Lý do MU không thể sở hữu Pulisic, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano chia sẻ trên khảo sai. Pulisic đã có tên trong danh sách chuyển nhượng của MU hồi mùa hè, nhưng Chelsea không muốn cho mượn cầu ấy vào thời điểm đó. Hiện tại, tương lai của Pulisic vẫn chưa có gì đáng nói do World Cup vẫn đang diễn ra. Ngoài MU, tiền vệ người Mỹ cũng lọt vào tầm ngắm của Arsenal. MU đang xem dò 4 sát thủ thay Ronaldo, tờ Virus đã liệt kê nhóm tiền đạo mà MU có thể chiêu mộ để thay thế Ronaldo. Virus Football tiết lộ vào đầu tháng này về việc Kylian Mbappe đứng đầu danh sách mong muốn của Manchester United để thay thế Ronaldo. Mbappe gây chú ý với màn trình diễn nổi bật trong hiệp 2 khi Pháp khởi đầu chiến dịch World Cup một cách hoàn hảo với chiến thắng 4-1 trước Úc. Ở trận này, Mbappe ghi một bàn thắng và có một pha kiến tạo Ngôi sao 23 tuổi chỉ vừa ký hợp đồng gia hạn 3 năm với PSG vào mùa hè, nhưng anh đã sẵn sàng rời thủ đô nước Pháp. Quỷ đỏ có thể cung cấp một lối thoát khả thi cho cựu cầu thủ AS Monaco nếu họ sẵn sàng trả giá cao. Harry Kane khi nói đến những tiền đạo ưu tú tại World Cup, thật khó để bỏ qua Harry Kane. Trong quá khứ, anh từng lọt vào tầm ngắm của MU. Mặc dù có vẻ như rất khó có khả năng chủ tịch Levy hứng thú việc đàm phán với độ chủ sân Old Trafford, nhưng việc sở hữu một cầu thủ chất lượng như Harry Kane chắc chắn sẽ giúp MU mạnh hơn sau khi chia tay Ronaldo. Nếu MU quyết định theo đuổi Kèn, rất có khả năng thương vụ sẽ được xúc tiến vào hè năm 2023. Dusan Vlahovic, chỉ vài tháng sau khi Dusan Vlahovic từ chối đến tuyển Arsenal, tiền đạo người Serbia đã nổi lên như một mục tiêu tiềm năng của MU. Dusan Vlahovic đã ký hợp đồng chuyển đến Juventus vào tháng 1 năm 2022 nhưng đã trải qua một năm đầu tiên khó khăn ở Turin. Với việc Juventus đang gặp khó khăn ở cả Serie A và châu Âu, có suy đoán tiết lộ tiền đạo sinh năm 2000 nhiều khả năng chia tay Juventus. Đầu tháng này, xuất hiện thông tin cho rằng MU quan tâm cựu cầu thủ Fiorentina, tiền đạo 22 tuổi vẫn được đánh giá cao và phẩm chất thể chất của anh sẽ phù hợp với môi trường ở ngoài hàng Anh. Chiếc bộ thành công sát thủ thượng hạng như Vlahovic sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công Quỷ Đỏ. Lautaro Martinez Lautaro Martinez là một trong những tiền đạo được thèm muốn nhất ở châu Âu và EMU muốn giành chữ ký của ngôi sao Inter Milan. Ngôi sao người Argentina đã ghi 82 bàn sau 202 lần ra sân cho gã khổng lồ nước Ý, nhưng khi đại diện Serie A gặp khó khăn tài chính, họ có thể bán trụ cột. Martinez cũng đã chứng tỏ bản thân trên đấu trường quốc tế. Anh đã ghi 21 bàn sau 42 trận cho Argentina. Mugapo mẫu thừa nhận sai lầm 85 triệu euro Mùa hè năm ngoái, MU từng theo sát Cody Gakpo, nhưng sau khi có được chữ ký của Anthony thì họ đã quyết định từ bỏ thương vụ này. Sau chứng kiến Gakpo bùng nổ mạnh mẽ trong mùa giải năm nay, Quỷ đỏ đã một lần nữa trở lại với cuộc đua giành chữ ký của tài năng người Hà Lan. Và với động thái này, có thể nói MU thực sự đã thừa nhận sai lầm với Sancho. Sau 20 lần ra sân dưới màu áo quỷ đỏ, toàn bộ đóng góp của cựu sao Doc Moon chỉ là hai bàn thắng. Khép lại mùa giải đầu tiên, Sancho có được 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 29 trận, hoàn toàn không xứng đáng với mức phí mà MU đã bỏ ra. Dù vậy, vẫn còn đó hy vọng cho quỷ đỏ, với những quan điểm cho rằng Sancho cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới. Bước sang mùa giải thứ hai, hy vọng đã nhanh nhóm trở lại với MU khi Sancho bất ngờ tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của Eric Ten Hag với hai bàn sau 5 trận đấu mở màn nội hạng Anh. Tuy vậy, tài năng người Anh đã sớm quay về quỹ đạo xa sút của mình. Khi liên tục tịt ngòi trong 7 trận tiếp theo và chỉ có đóng góp thêm một bàn thắng, và ra sân có lẽ MU cũng đã thực sự hết kiên nhẫn với cầu thủ này. Cho dù không thể duy trì được phong độ ấn tượng đến hết World Cup 2022, Gapo chắc chắn vẫn sẽ khiến MU tiêu tốn một khoản phí khổng lồ. Với 9 bàn và 12 pha kiến tạo sau 14 lần ra sân, những gì Gapo thể hiện được tại Hà Lan đã vượt trội hơn hẳn Anthony trong cả mùa trước. Và nếu như Anthony đã có giá 100 triệu euro Thử hỏi mức phí của Gapo sẽ là bao nhiêu khi mà hợp đồng giữa Anh với PSV vẫn còn thời hạn đến tận năm 2026. Hiện nhiên, MU sẽ không phá kết chỉ để nâng cấp băng ghế dự bị của mình và chắc chắn bản thân Gapo cũng muốn được cam kết về thời gian thi đấu ở câu lạc bộ mới. Vì vậy, có thể khẳng định xuất đá chính bên hành lang cánh trái trên hàng công sẽ thuộc về Gapo. Còn với Sancho, khi mà quỷ đỏ đã hết kiên nhẫn và thừa nhận anh là một sai lầm, thì khoảng thời gian còn lại của anh tại Old Trafford chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn từ sự cứng rắn của Erik Ten Hag đã tác động mạnh đến hai cầu thủ MU. Một trong những thành tựu lớn nhất của Erik Ten Hag kể từ khi đến MU là sự thay đổi tâm lý cầu thủ. kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra về mức độ công hiến của các cầu thủ MU qua những gì họ thể hiện trên sân tập và sân đấu. Tuy nhiên, trong giai đoạn tiền mùa giải, Ten Hag đã sớm xuất hiện và nêu chính xác những gì ông mong đợi từ các cầu thủ của mình. Phát biểu trong vài tuần đầu tiên dưới triều đại của huấn luyện viên người Hà Lan, Dega giải thích rằng cựu huấn luyện viên Ajax đã khiến anh và các đồng đội phải trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt như thế nào. Tôi nghĩ toàn đội đang làm việc rất chăm chỉ. Đó là những buổi họp rất căng thẳng với huấn luyện viên, ông ấy biết rất rõ ràng những gì ông ấy muốn cho đội và có rất nhiều thông tin ngay từ đầu như tôi đã nói, nhưng với thời gian gần đây, chúng tôi đang nhận được những thông điệp phù hợp vì vậy vì vậy, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt, đó là những buổi tập luyện rất căng thẳng và mọi người đều tập trung vào bóng đá. Tôi cảm thấy rằng mình đã thấy những điều tuyệt vời. Việc Ten Hag thiết lập quy củ một cách mạnh mẽ ban đầu đã gây tranh cãi nhưng đã sớm có tác động tích cực. Giờ đây, trong khi một số cầu thủ đang ở Qatar để dự World Cup thì cả Sancho và Garnacho đều đang cho thấy rằng họ đã tin vào triết lý của Ten Hag. Sancho đã thất vọng vì không thể góp mặt trong đội tuyển Anh tham dự World Cup và quyết định từ bỏ mạng xã hội để tập trung cho gia đình và tìm lại phong độ. Việc anh bay đến Hà Lan để tập luyện thêm cũng là một bước đáng khen ngợi, cho thấy rằng anh rất muốn phát triển lối chơi của mình. Sẽ thật dễ dàng để Garnacho, 18 tuổi, thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ của mình sau khi bùng nổ trên sân đấu trong những tuần gần đây. Bàn thắng muộn của anh trước Fulham đã thu hút sự chú ý của cả thế giới, nhưng thay vì thư giãn, anh đã ở Madrid tuần trước để rèn luyện thể lực nhằm cải thiện bản thân hơn nữa. Cả hai cầu thủ trẻ đã thể hiện bằng hành động rằng họ muốn gây ấn tượng kể cả khi MU không thi đấu. Mặc dù bản thân các cầu thủ nên được khen ngợi, nhưng cách tiếp cận mới của Ten Hag là chất xúc tác đằng sau sự thay đổi tư duy này trong đội hình của Quỷ Đỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!